mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Stylist của Miss Universe Việt Nam bất ngờ bị chỉ trích gay gắt, họa từ miệng mà ra. Mới diễn ra Met Gala 2022 không lâu, chiếc váy được cho là quy tụ hào quang của sự kiện thời trang đắt giá năm nay chính là trang phục của Black Lively đến từ nhà mốt Versailles. Trong khi tất cả mọi người đều tấm tắc khen đây chính là trang phục đẹp nhất của sự kiện, thì stylist của Kim Duyên, Trần Đạt lại đăng tải hình ảnh của nữ diễn viên và chê rằng khá ô dề. Điều này ngay lập tức bị lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, vì stylist của Kim Duyên lại một mình lội ngược dòng sông để phản bác lại chiếc váy đang được tung hô nhất sự kiện Met Gala. Dẫn đến, stylist Trần Đạt bị nhận về một rổ gạch đá vì dám chơi Black Lively. Tệ hơn là các anti-fan của anh đã đòi phong sát Trần Đạt khỏi Miss Universe Việt Nam. 1.000 chữ ký yêu cầu Unicorp ngừng làm việc với stylist Trần Đạt. Met Gala mà đòi không ô dề thì qua những lễ trao giải khác, please. Cục đất mà đòi chê kim cương à? Phải cắt cái đầm cao chót vót như anh mới đẹp nha. Trần Đạt đã có khoảng thời gian khá dài làm việc cùng Hờ Henie khi cô mới đăng quang. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ vị stylist đình đám này lại bị gắt bỏ là từ đâu? Anh từng gây tranh cãi với các trang phục dự thi của Hoa hậu Khánh Vân khi cô nàng đang chinh chiến tại Miss Universe 2020. Netizen cho rằng anh đã không làm tốt được việc châm ngòi cho sự bùng cháy của Khánh Vân khi cô là bộ mặt của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Không chỉ là Khánh Vân, Hờ Henie và Kim Duyên cũng từng là những cái tên bị vào danh sách mặt xấu và tất cả tội lỗi được trút lên stylist Trần Đạt, dẫn đến vị stylist trẻ thường xuyên bị réo tên trong các cuộc tranh cãi về trang phục. Hờ Henie bị chê ăn mặc lượm thượm. Cô nàng đôi lần ghi danh vào danh sách sao mặt xấu. Trần Đạt từng bị lên án gay gắt vì cắt ngắn chiếc váy của Kim Duyên làm cho visual bị mất thẩm mỹ hẳn. Nhưng Trần Đạt cũng đã từng lên tiếng về ý niệm thời trang của mình. Thẩm mỹ là phạm trù không có đúng sai, nên việc mỗi người có một cảm quan về quần áo khác nhau là điều dễ hiểu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.